Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu 1973 tháng 6 âm lịch. Những người tuổi Quý Sửu 1973 mệnh tang đố mộc thường hội tụ những phẩm chất tốt. Họ là người có lý tưởng, óc tưởng tượng, khả năng sáng tạo và lòng trắc ẩn. Không những thế, họ còn được biết đến là những người tốt bụng, chủ động và có tính cạnh tranh cao. So với những mệnh mộc khác thì tang đố mộc mềm dẻo, uyển chuyển, khéo léo vô cùng. Họ giỏi giao tiếp, giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác, có lối suy nghĩ và ứng xử đậm chất nhân hòa. Vì thế họ thường được sự ủng hộ và lòng tin của nhiều người. Tuy nhiên, tính cách người tuổi Quý Sửu lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với người. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của người tuổi Sửu mệnh mộc. Họ quan niệm cây ngay không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Quý Sửu trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Quý Sửu sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi Quý Sửu trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Cô chú tuổi Quý Sửu 1973 mệnh tang đố mộc, tính tình lanh lợi, hoạt bát. Họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách cô chú tuổi Quý Sửu 1973 lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với người. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của cô chú tuổi Sửu mệnh mộc. Họ quan niệm cây ngay không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Cô chú nên tránh tranh cãi, mâu thuẫn với người yêu chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, bởi điều đó sẽ nhanh chóng làm cho tình cảm hai người trở nên phai nhạt. Với người đã kết hôn, không nên mắng mỏ, cãi cọ với con cái của mình, hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, bảo vệ tổ ấm gia đình, cùng các thành viên trong gia đình gia tăng tình cảm hơn nữa. Quý âm thủy gặp ất âm mộc nên được gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Sửu nếu có cơ hội nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Người tuổi Quý Sửu khá chủ động trong chuyện tình cảm. Cô chú sẵn sàng bày tỏ tình cảm với người mình yêu, không ngần ngại e dè. Thời điểm này đào hoa khá tốt, sẽ giúp cô chú tìm được tình yêu mình mong muốn. Xét về đường tài lộc thì tài vận của bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Đặc biệt trong năm 2021, cô chú tuổi Quý Sửu nằm trong bộ tứ hành xung Thìn Tuất Sửu Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Chính vì vậy thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Quý Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Quý Sửu. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. 2. Vận trình tháng 6 âm lịch của tuổi Quý Sửu qua từng phương diện. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, cô chú tuổi Quý Sửu sẽ có những bước đột phá trong công việc, họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng, đó cũng chính là trái ngọt cô chú hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Cô chú tuổi Quý Sửu tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói, tôi không thể, để thoái thác trách nhiệm thì bạn luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả cô chú đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người, hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của cô chú trong mắt của đồng nghiệp. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, cô chú sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, cho cô chú cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình, vì cơ hội để cải thiện vận may của cô chú phụ thuộc vào nỗ lực của chính cô chú. Ngay cả khi cô chú không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới và gặp gỡ tất cả các khách hàng. Tuy vậy, nếu như gia chủ tuổi Quý Sửu không muốn bao nhiêu công sức mình phấn đấu trước đó bị đổ sông đổ bể thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình, đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Vậy nên để có thể kích hoạt sự nghiệp và vận may, thầy Gia Cát khuyên cô chú tuổi Quý Sửu hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy Tam Hợp Quý Nhân Tỵ Dậu Sửu. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, từ đó mang lại cát lành, tài lộc và thuận lợi trong công việc. Đồng thời vòng còn giúp chiêu mời quý nhân che chở và giúp đỡ cô chú phát triển trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Xét vận trình tài lộc tháng 6 âm lịch, họa phá tài đang ập đến, cô chú tuổi Quý Sửu xui xẻo hết lần này đến lần khác tổn hao tiền bạc. Bản mệnh không để dành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước hôm sau là hết. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay bản mệnh. Cô chú cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay tiền của cô chú hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà rước tai tiếng vào thân. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ dậu sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho cô chú tuổi Quý Sửu. Cô chú tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, cô chú có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh, hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc, cô chú đã sống với nhau trọn đời, vì vậy cô chú biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc và bao dung cho nhau. Trong tháng 6 âm lịch này, gia đình cô chú sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng 6 âm lịch cho rằng, trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn với cô chú tuổi Quý Sửu. Đành rằng ở tuổi này sức khỏe của cô chú đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do cô chú chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Cô chú cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Các cô chú tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của cô chú Quý Sửu sinh năm 1973. 3. Ngày cát lành và ngày đại kỵ trong tháng 6 âm lịch đối với tuổi Quý Sửu. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021, tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch. Tháng Ất Mùi có nạp âm là Sa Trung Kim. Tháng Mùi lục hợp Ngọ, Tam hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất, Tiệt Sửu. Đối với người tuổi Quý Sửu trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 1 tháng 6 năm 2021, tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Mùi. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 6 năm 2021, tức ngày 22 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Tân Mùi. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 6 năm 2021, tức ngày 3 tháng 8 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Quý Mùi. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ Quý Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để cô chú tuổi Quý Sửu tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình cô chú đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch 6 tháng 6 năm 2021, tức ngày 15 tháng 7 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 6 năm 2021, tức ngày 27 tháng 7 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Quý vị thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi Quý Sửu trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.